Dậy đi. Ngủ gì mà say dữ vậy? Dậy. Thôi mà, lâu lâu em mới được ngủ trưa, cho em ngủ chung nó đi. Dậy đi mà. Còn đi mua đồ với em nè, dọn dẹp nhà cửa chiều nay mới qua đó. Không dọn có chết đâu, để vậy đi. Vậy mà nói là nhất nhất nghe theo lời của em. Anh xạo quá. Còn mà anh chỉ muốn ngủ thêm chút nữa thôi chứ. Thôi buông em ra đi, nhưng mà em không có muốn ngủ. Đi. Dậy. Vậy phải không? Ừ. Cái gì vậy? Anh. Gì? Anh dậy đi. Trời ơi, em nói tới biết bao nhiêu lần Trời nữa đây. ơi, tại sao lại phải khổ như vậy? Làm việc cho em mà dám than khổ hả? Bộ công việc nhà chỉ một mình em làm thôi sao? Đàn ông gì kỳ cục vậy? Từ trước tới giờ luôn luôn lúc nào cũng nghĩ mình là người phân việc, còn phụ nữ phải là người làm. Anh vậy đó hả? Cười gì? Tính toán của ai? Anh giỡn thôi mà. Bởi vậy, đây là sự khác biệt trong tư tưởng mà. Công việc nhà là phải hai người cùng chia đều. Anh phải nghĩ như vậy mà làm cùng với em. Chứ vừa làm vừa cào nhau vậy, khỏi làm. Anh nói mình ngủ trên cào nhau rồi. Anh cứ như vậy riết, mai mốt thế nào tụi mình cũng có chuyện nữa cho coi. Có chuyện liền giờ luôn nè. Thôi nha, anh dậy đi. Dậy chưa? Sao em không kêu anh đi mua đồ mà lại xe thu gian? Anh đâu có biết mua. Anh ở nhà dọn dẹp với em. Ok, dọn dẹp thì dọn dẹp. Tàu xì đi. Hai ba. Em thắng rồi nha. Em sẽ dọn phòng khách, anh đi dọn nhà tắm đi kìa. Nhà tắm hả? Dễ lắm, chỉ cần chế xà bông lên bồn cầu với lại bồn tắm, cà thiệt là sạch, thiệt là trắng cho em. Còn chừng dơ quần áo đó. Lại đây. Tèn 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 tèn. Xong rồi. Đẹp trai chưa? Nhìn anh mắc cười quá. Nè, của anh nè. Trời, sao mà lại khổ như vậy chứ? Khổ lắm hả? Ok, làm thôi. Làm việc như vậy tinh thần mới thoải mái. Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, nắng cùng em hát và cùng chơi ngón tay. Anh ơi, má nói khi nào má tới vậy? Trước khi đến má sẽ gọi. Anh nhớ là phải chào cho kỹ đó, không có được chào qua loa đâu biết chưa? Em khỏi nói mất công, anh làm là miễn bàn. Alo, dạ em nghe nè sếp. Trời đất ơi, sao mấy đứa này nó làm gì mà để đồ đạc tùm lum gì nè trời. Cửa nẻo rồi, mở vậy nè.
Em ơi, lát nữa anh chà bồn tắm bồn cầu xong, cái anh phụ em dọn dẹp nhà cửa luôn á. Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng. Biết ơi, Biết. Biết. Dạ, má. Sao má gọi con trước? Ba cũng rác cũng học luôn, không có đứa nào nghe hết trơn à. Dạ, chắc tại tụi con lo làm việc nên không để ý. Con đang làm gì vậy? Dạ, cái này... Đâu có đâu sếp, em đâu có bao giờ nghe sếp phát biểu linh tinh gì đâu. Dạ, thôi để ngày mai em gọi cho sếp nha. Vợ con đang làm gì vậy? Đâu có gì đâu, sếp à. Anh đang chọn kẹp nhà mình. Má tới rồi hả má? Hai đứa đang dọn dẹp nhà cửa hả? Dạ. Giỏi quá ha con. Lấy vợ xong đảm đang quá ha. Thôi cất trái cây vô tủ lạnh đi nha. Hôm nay má bận rồi, hôm khác rảnh má tới chơi lâu hơn. Chị ăn gì không để em làm cho. Ăn sandwich nha. Khỏi đi. Nhưng mà chị chưa ăn gì hết mà. Để em pha chị ly sữa nha. Em pha giùm chị ly cà phê nha. Chị chưa ăn cái gì hết mà sao uống cà phê được. Không sao đâu. Thư à? Em nghe má nói rồi à? Sao lúc nào cũng có chuyện vậy? Anh không muốn như vậy đâu. Anh đang muốn điên lên đây nè. Sao suốt ngày anh cứ gặp những chuyện vậy? Coi chị Hai đó không? Chuyện má giùm anh đi. Nhưng mà nhớ đừng có nói với má là anh gọi nha. Rồi biết rồi, đợi tí nha. Chị Hai ơi, có điện thoại nè chị Hai ơi. Ai vậy? Chú Tư hả? Chị nè. Làm sao? Vậy hả? Má bỏ về luôn hả? Thì đúng là không có gì sai. Nhưng mà nói thiệt với em á, má làm như vậy cũng dễ hiểu mà. Tại má xót em chứ gì đâu. Thiệt tình mấy chuyện em không biết phải làm sao nữa. Em thấy thà cứ ra ngoài kiếm tiền á, còn dễ hơn phải giải quyết những chuyện này. Phụ nữ đúng là phức tạp. Ai mà không phức tạp. Cái điều quan trọng á là, mà chị nghĩ là cái chuyện này cũng có gì đâu. Bây giờ phải làm sao chị Hai? Nói chung á, người nhà với nhau, dù thân gì thì thân, nhưng mà em cũng phải để ý, lựa chọn khéo léo một chút trong lời ăn tiếng nói. Đừng ngay trước mặt má mà em cứ nói tốt về vợ em nè, rồi em làm cái này cái kia cho vợ thì chắc chắn là má không thích đâu. Nên giờ em chỉ cần lựa lời nó khéo khéo một chút cho má mát lòng mát dạ là được rồi. Thật sự bây giờ em không biết phải nói gì bây giờ nữa. Em thấy em giúp vợ em có gì là sai đâu. Mẹ nào mà không thương con, nhất là má. Từ trước tới giờ em ở nhà toàn là ngồi ăn với chơi không à. Giờ má thấy vậy thì làm sao mà thích cho được, đúng không? Em thấy đúng thì em phải làm sao để nói làm sao cho má thấy như vậy cũng là đúng. Vậy mới được. Lo cái gì, tài ăn nói thì có ai bằng em được chứ.
Mình về nhà đi. Em sợ gặp má quá. Sợ cái gì? Về gặp má nói chuyện đàng hoàng là xong. Có được không? Em chỉ sợ là càng nói má lại càng giận. Vậy không lẽ mình cứ giả bộ như không có chuyện gì à? Không sao đâu, em đừng có lo. Anh thì đương nhiên là không lo rồi. Dù gì thì anh cũng là con của má. Còn em? Nhưng em có làm gì sai đâu mà sợ. Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà em cũng hiểu cho má mà. Nãy giờ em thử tưởng tượng, ví dụ sau này con trai của mình tới nhà vợ và phải lao lao chùi chùi như vậy, thật sự là em cũng cảm thấy không có vui chút nào hết. Em cũng phong kiến dữ ha. Không phải là phong kiến đâu, mà là ích kỷ đó. Bà mẹ nào cũng ích kỷ hết. Cảm ơn em. Chuyện gì? Vì em đã hiểu cho má. Cái đó mà cảm ơn cái gì. Quan trọng là anh phải làm cách nào cho má đừng có giận em nữa kìa. Một chút anh sẽ đến gặp má. Được không? Sao lại không? Em cứ để cho anh thủ thỉ với má trước. Khi nào mà má đầu hàng rồi thì tới lượt em. Anh gian manh quá à. Bà xã quá khen. Thưởng cho anh cái coi. Trời. Con về rồi má. Về đây làm gì? Đây là nhà của con mà. Chào bồn cầu xong chưa? Má giận con hả? Chứ, hơi đâu giận. Nhưng sao nãy má không ở lại chơi tụi con? Tại vì tôi không có rảnh. Tôi bận công chuyện cho nên tôi phải đi về. Ủa? Trời ơi, vậy mà nãy giờ con tưởng má giận con. Con lâu con chạy giận xin lỗi má nè. Thôi, con đi nha má. Đi đi. Buông tay ra cũng mới đi được. Đi đi. Buông ra mới đi được. Thằng quỷ gì đâu. Con mà cứ cà rỡ kiểu đó nè, vợ con nó coi thường con nghe chưa. Má cứ khéo lo. Con phụ vợ con dọn dẹp nhà cửa, có gì đâu mà coi thường. Ủa bộ không có ai trong nhà làm chuyện đó hết hả con? Không phải. Tại em vợ con ở một mình đã buồn rồi. Bác cô dọn dẹp một mình nữa tội nghiệp lắm. Nhưng mà đàn ông con trai mà làm cái chuyện đó coi không có được con ơi. Vậy hả má? Chứ sao? Vậy đàn ông phải sao má? Đàn ông là phải đi nhậu nhẹt, cờ bạc về đánh đập vợ con, phá nhà phá cửa phải không má? Đúng rồi, đàn ông phải vậy chứ ai lại để vợ con bắt dọn dẹp má. Ê ê ê ê, nói thiệt hay nói giỡn vậy? Làm cái gì thì làm, không có dính vô cái chuyện nhậu nhẹt hay chưa? Má phải để con thử nhiều thứ con mới biết được chứ. Má cấm má nha. Cái gì thì cái gì chứ còn đụng vô nhậu nhẹt là không ra làm sao hết trơn á. Nghe chưa? Không ra làm sao chứ. Vậy chứ giờ má muốn con phải là người thế nào? Má biết là tụi con bây giờ khác má nhiều lắm. Làm dâu bà nội con mấy chục năm, nhưng chưa bao giờ má để cho con trai bà nội phải đụng tay vô chuyện nhà nhà cửa, phải dọn dẹp hay làm bất cứ thứ gì trong nhà. Bởi vậy nhìn thấy con vậy má. Má xót cái gì? Nhưng mà không hiểu tại sao trong thâm tâm má, má vẫn cứ muốn là con Thư sau này nó sẽ có một người chồng thương yêu, lo lắng, chia sẻ với nó và phụ cả việc nhà cho nó. Con hiểu ý má không? Má đừng có giận con nữa nha má.
Ôi trời ơi, mệt quá. Mới đi chùa ông tẹo thế mà lại thở không ra hơi. Mà hai cái chân của mẹ nó cứ dờ ra chị. Má, vô phòng nghỉ nghe má nghe. Ừ. Ba. À? Bà mới về hả ba? Ừ, bà mới về. Thế Dương lấy cho bà cái khăn nha. Dạ. Ừ. Chắc bà mệt hả bà? Mệt chứ. Ôi giời, bà sợ bà vào được trong chùa để cầu nguyện cho chúng mày ấy chứ. Ừ, nếu mà bà không đi chùa được thì tụi con sẽ đi chùa cầu nguyện cho bà. Con cầu nguyện cho bà. Dạ. Ừ, con cầu nguyện cho chúng nó có cầu nguyện cho chúng số chứ không cầu nguyện cho bà già này đâu mà. Đem khăn bà nhá. Dạ. Ừ. Em chào chị hai. Trời, chú ba làm gì hết hồn mà. Chú tới chơi hả? Em qua thăm má một chút ạ. Ờ, chú vô trong đi, má trong nhà đó. Dạ, em cảm ơn chị. Má. Má ơi. Ủa, con hả? Ừ, con xin lỗi vì đã đánh thức má. Đâu có. Vô đây, vô ngồi xuống đây. Má ngủ lâu chưa? Đâu có, má nhắm mắt rồi thiếp lúc nào không hay. Ngồi xuống đây con. Ờ, có chuyện gì vậy? Hả? À, dạ đâu có, tại vì con nhớ má quá cho nên con bỏ cái thằng đó. Cha mày, sao mà nó xạo? Nó xạo dè kêu luôn à. Ngày nào nó cũng gặp mặt. Cũng thôi, nó kêu điện thoại. Bày đặt nhớ má. Cha con mày cái miệng tới lý à. Uống gì? Má xuống qua phà nước cho. Thôi. Hả? Con không uống đâu má. Có chuyện gì ban ngày ban mặt qua thăm tôi. Rồi. Đừng có giấu, đừng có giấu nghe. Dạ thì tại vì cũng có chút chuyện cho nên con qua đây con bàn với má. Có chuyện gì nữa phải không con? Thằng Minh nó nghỉ học phải không con? Dạ. Hả? Không, không phải chuyện thằng Minh đâu ạ. Mà này, má nhớ lần trước á, con có tâm sự với má là con tính mua miếng đất má nhớ không? Ờ. Thì đó, cũng vì chuyện đó đó cho nên á, thời gian vừa qua con đã tìm khắp mọi nơi á, tìm được căn hộ, vị trí đẹp lắm, mà giá cũng phải chăng nữa. Nếu mà mình đầu tư cái này á, chắc chắn là có lời. Con có khoảng nhiêu? Dạ, thì... Bao nhiêu một mét? Khoảng 10 triệu một mét thôi mà. Con tính mua khoảng 100 mét vuông, nhưng mà bây giờ con còn thiếu... Còn thiếu khoảng 4-5 triệu nữa. 10 triệu một mét, 100 mét vuông. Trời đất ơi, Tàu ơi. Con dành dụm bao nhiêu năm mà có được 500-600 triệu vậy con? Trời ơi, hồi đó giờ mày ăn mắm ăn muối không đó hả Tàu? Hả? Dạ, đâu có má. Cái gì cần xài thì mình xài thôi. Còn cái gì không xài mình tiết kiệm thì mình làm ăn chứ má. Nè, con tính kỹ chưa? Con tính kỹ lắm rồi, cho nên suốt cả một tháng nay con đi hỏi khắp mọi người, chắc chắn lắm đâu mà. Con à, cái chuyện đầu tư về nhà đó không phải đơn giản, tính thiệt kỹ nha. Có một cái gì, có bao nhiêu vốn liếng là chết đó nha con. Mà yên tâm, con tính kỹ rồi. Nhưng mà cạt một nỗi là con cũng biết là bố với má phải lo nhiều thứ. Con cũng ngại lắm nhưng mà thú thật là con không biết phải làm sao nữa. Cho nên con mới qua con bàn với má. Bây giờ không hỏi má hỏi ai. Thằng chó thiệt à. Cảm ơn má. Mày. Chàng ơi, cái mùi gì thơm dữ vậy con? Dạ, cá chiên với canh rau muống mà anh Tậu thích đó má. Vậy hả? Dạ. Ở rồi thằng Tẩu nó qua bên nhà nội Minh rồi sao? Dạ, ảnh qua hỏi mượn chuyện tiền bạc gì đó. Nè. Dạ. Bộ hai đứa bay tính đầu tư thiệt hả? Tiền tỷ đó nghe con. Con cũng biết vậy nhưng mà ảnh nhất định là làm đó má. Chà, phải chi mà nó có tiền nhiều á, má không nói. Đằng này phải đi mượn, sao má lo quá Phượng à? Má yên tâm đi. Tính chồng con á, là mỗi lần mà ảnh bỏ đồng xu nào ra á, là y như ai cầm cái dao mà cắt lìa khúc ruột ảnh gì đó. Cho nên ảnh tính kỹ lắm, má khỏi lo. Ha.
con nói cũng đúng đó. Chồng con biết mà. Thôi má cũng cầu cho nó mã đáo thành công. Hả? Mã đáo thành công. Sao má biết câu này? Nghe người ta nói. Hay quá. Vậy đi. Anh gì con? Hôm nay nhà mình ăn món gì vậy con? Dạ, giờ thì ăn cá kho canh chua. Còn tối con tính xào ít đậu que với lại luộc con gà cho mấy ông lai rai. Đưa má hộp bột nêm đi con. Dạ. Nêm. Nhà đông người quá cho nên phải tính đủ thứ món hết trơn ha. Dạ. Má nêm xong rồi đó nha con. Dạ, má cứ để đó cho con. Con coi con dọn ra ha. Dạ, dạ. À, để má mời nội ra ăn cơm. Dạ. Cất đi con. Thế còn căn nhà này là của chung của tất cả mọi người. Về phần chú Mẫn, khi nào chú lấy vợ thì bố sẽ lo cho chú một chỗ ở thoải mái ở ngoài. Chú Mẫn, chú muốn chết à? Trong giờ làm việc tại sao chú dám hút thuốc? Thôi hút có phải cậu hút đâu mà cậu lo. Tôi không có hơi sức đâu mà lo cho chú. Chú không nhìn thấy à? Xung quanh đây toàn là vải. Chú hút thuốc cháy thì sao? Chú sao vậy? Toàn là mùi rượu. Chú dám uống rượu à? Việc của tôi không liên quan đến cậu. Sáng sớm mà nó đi uống rượu. Đã bảo là việc của tôi không liên quan đến cậu. Được, vậy thì tôi sẽ đi mét với giám đốc. Nói chú không lo làm việc, đi ra ngoài uống rượu. Không làm hả? Cái gì đây? Cái gì đây? Có cần kiểm tra không? Hay là cần không? Đem tất cả công việc của ngày mai đem vào đây. Tôi làm cho xong, cho cậu vừa lòng. Chú không định đi ăn trưa à? Không, nặng bụng. Em gọi món gì đi? Món gì cũng được. Chị ăn cá, chị gọi cá cho em luôn nha. Em ơi, cho chị chị em thích ăn thịt luộc. Suốt ngày ăn thịt hoài, lâu lâu phải đổi món cá đi chứ. Cho chị hai dĩa cơm cá. Cảm ơn em. Ăn cá nha. Chị đã gọi rồi, hỏi em làm cái gì? Cá cho nó thông minh. Ý chị nói em ngu chứ gì? Cá thì cá, ăn cá nhiều vô để cho chỉ số IQ của em tăng lên. Cảm ơn em. Có chuyện gì vậy? Nước tương. Đàn ông con trai mà làm gì lén lén lút lút vậy? Uống chị đá chìm văn xuống sông không? Có chuyện gì thì nói đi. Mấy hôm nay chị có gặp chú mèo không?
Không, đã nói là không gặp nữa rồi mà. Có chuyện gì hả? Không, không có chuyện gì hết. Ăn cơm đi. Có chuyện gì thì nói đi. Chị quan tâm làm cái gì? Em biết thật nhiều chuyện của chị rồi mà. Em có úp úp mở mở như vậy làm sao chị chịu được? Vậy thì em hỏi chị cái này, nhưng chị đừng suy nghĩ gì nghe. Đàn ông con trai mà sao lằng nhằng quá vậy? Em thấy chú Mẫn sao sao á. Sao là sao? Trưa hôm nay ông đã đi nhậu rồi, vừa về tới công ty á là nghe toàn mùi rượu. Dạ, chắc lại chán đợi rồi đi nhậu thôi. Không phải, bình thường em thấy ông rất là lười biếng, chẳng bao giờ chịu làm việc. Không hiểu trưa hôm nay ông rất là siêng năng đột xuất, tất cả mọi chuyện ông đều dành làm hết. Tỉnh mà giỏi vậy hả? Không phải, em thấy hình như ông có vấn đề. Em chọc giận, em cà khịa với ông, ông chẳng thèm quan tâm. Với lại ông không thèm ăn trưa luôn đó. Thiệt không? Nè, chị đã nói với em á là chị không quan tâm mà. Biết rồi. Nước tương kìa. Anh, dạo này á tụi mình ở gặp nhau quá ha. Chứ tại em chứ tại ai? Em bận mà. Với lại anh thấy hả, dạo này nhà tùm lum chuyện hết trơn. Mình có nói gì đâu. Anh yên tâm đi, hồi nãy á em nói chuyện với má rồi. Anh có nói gì đâu. Phải cho tôi xin ly nước nè. Hôm nay nhà có chuyện gì không? Tôi mới vừa nói chuyện với con Thư đó. Lại cái chuyện thằng bạn nói nha. Chắc phải một lần tính toán cho nó xong đi, chứ để lằng nhằng kiểu này hoài coi không được ông ơi. Thế mẹ thế nào? Tôi cũng đâu có nói gì với mẹ đâu, mà tụi nó cũng không có lui tới đây nữa, cho nên mẹ chẳng có gì để nói hết. Ý của mẹ chắc là khó đây. Nó lấy chồng cũng khổ, mà nó không lấy chồng cũng khổ. Thôi, bà cứ từ từ, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Hôm nay lâu ngày tôi mới đi làm sớm về một buổi, tôi với bà đi ra tưới cây cho nó thoải mái đi nhá. Dạ. Ông à. Chuyện gì thế? Thằng ba mình chắc nó vất vả lắm phải không ông? Nó tới à? Công việc làm ăn của nó không được thuận lợi lắm. Thì chuyện làm ăn cũng có phải lúc thế này thì lúc thế khác chứ bà. Chính vì vậy cho nên nó muốn tìm một công việc khác. Nó muốn đầu tư cho một cái gì đó lớn hơn. Bữa nay ngồi nói chuyện với con á, tôi thấy mặt nó ốm nhom à. Ốm hơn bữa trước rất là nhiều ông à. Biết là
để có cái ăn cái mặc phải lo lắng nhiều thứ lắm. Cuộc sống của nó vốn đã thiếu thốn rồi, bây giờ là phải lo thêm cho cả má vợ nữa, chắc rối ren. Thì chuyện đó có cái gì đâu, nó là con rể, nó phải lo cái chuyện ấy, thỉnh thoảng thì cũng phải thế này thế khác, có gì bà phải nghĩ nào. Nhưng mà mình là cha là mẹ, ông cũng phải để ý tới con chứ. Sao nó có nói chuyện gì với bà không? Nó tính... Sao nó nói sao? Bà nói tôi nghe xem nào. Nó tính mượn tiền mình để đầu tư bất động sản. Cái chuyện mà hôm trước nó nói à? Con mời mẹ dùng cơm. Mời mẹ. Ừ, cảm ơn con. Ờ, thế cái Giang đâu không thấy nhở? Dạ, bữa nay vợ con có việc nên về trễ chút nữa. Đàn bà con gái đi tối không tốt đâu. Mai mốt con nói nó đi làm tranh thủ về sớm nha. Dạ. Công việc thì có lúc thế này, có lúc thế kia chứ. Dạ. Công việc thì công việc chứ. Sao biệt về sớm được mà nó không về sớm được? Bà này, thì mỗi đứa nó mỗi việc khác nhau. Bởi vậy, tôi nói từ đầu là không nên làm phóng viên. Hôm nay anh khác cũng về trễ hả con? Ừ. Dạ. Thôi anh đi. Làm gì thì làm, cũng phải bố trí thời gian về mà ăn cơm tối. Thế cả gia đình như thế mà không ăn được với nhau bữa cơm thì còn gì là gia đình nào? Dạ. Yeah. Hả? À, con sao thế? Không ạ, con no rồi ạ. Sao hôm nay chú ăn ít vậy? Dạ, em không đói chị ạ. Chú có đau ốm gì không? Dạ không ạ. Xin phép em vào và em nghỉ một tí ạ. Ừ. Ở công ty có chuyện gì hả con? Có gì đâu mẹ. Sao mà lắm chuyện rắc rối thế không biết. Alo, Thu Giang hả? Chị hai có gọi điện cho em không? Anh gọi nãy giờ mà không được. Đi đâu mà giờ này chưa về nữa không biết. Trễ gì thì trễ, 10 giờ rồi cũng phải về nhà chứ. Ok, có gì sẽ gọi cho em sau ha. Cảm ơn em. Rồi, xong rồi. Ba. Ừ. Ba. Em đang làm gì đó? Em đang tính cho mấy đứa nhỏ đi ngủ. Trời, tụi nó bây giờ lớn rồi, tự đi ngủ được chứ bộ, phải không? Dạ. Dạ. Ừ. Bây giờ không có mẹ nè, tụi con ngủ ngon được không? Dạ được. Nhưng mà em trai nhất định phải tìm mẹ cho bằng được đó ba. Thì mẹ cho con đi ngủ, con mới ngủ ngon được chứ. Rồi, mẹ biết rồi. À anh nè, bữa nay chú ba có ghé về nhà mình đó. Tậu quá hả? Ừ. Mà có chuyện gì sao? Nghe chú ba nói là chú ba muốn bàn việc gì với má đó. À được hả? Em biết chuyện gì không? Cái chuyện của thằng ba, ông tính làm sao? Thì để xem sao rồi mới tính được chứ.
Cái tánh của nó vốn cẩn thận, nó phải tính toán kỹ lắm nó mới nói cho mình biết đó. Thì trong những đứa con của mình thì thằng Tẩu là cái thằng mà cẩn thận và chu đáo nhất đấy. Nhưng mà nó cũng là đứa thiệt thòi nhất. Thằng hai, thằng ba sinh cùng năm, nhưng mà ông thấy không, nó nhỏ mà nó không được đối xử công bằng. Nó ngược với tất cả những nhà khác hết trơn á. Lý ra cái đứa nhỏ là phải được cưng chiều, nhưng mà tại vì thằng khác nhà mình á, nó là cháu đích tôn của má, cho nên má thương, má cưng chiều nó. Thì ngược lại thằng Tẩu lại được bà cưng hơn, còn gì nữa. Tôi lo cho nó hơn thì có, chứ còn con cái, đứa nào mà ông thương giống đứa nào. Thì tôi biết mà. Còn cái chuyện của thằng Tẩu ấy, thì để tôi gặp tôi bàn bạc với nó xem ra sao đã. Chứ mua bán đất đai ấy, lời thì lời nhiều, nhưng mà lỗ cũng không phải là nhỏ đâu. Cái này nhiều rủi ro lắm. Thiệt tình, trong mấy anh em, đứa nào cũng có công ăn việc làm ổn định, chỉ có mình nó à. Lần này mà nó thành công thì tôi mới yên lòng được không à. Hơn 10 giờ rồi mà con. Dạ. Dạ. Em. Giang vẫn chưa về hả? Dạ chưa chị. Hay là xảy ra tai nạn rồi không chừng. Trời, đừng nói bậy. Nếu có tai nạn gì thì người ta đã liên lạc với mình rồi. Nhưng mà nếu về trễ thì phải gọi điện báo cho mọi người biết là sẽ về trễ chứ. Đằng này điện thoại cũng không liên lạc được luôn. Chắc là Giang có chuyện gì bận đó em. Em hiểu. Nhưng mà sống chung với nhà với mình thì phải khác chứ. Mẹ, chị có nghe má với nội nói không? Thôi được rồi, để em ra ngoài đóng cho đỡ xúc ruột đi chị. Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Không gì đâu. Thì là ngại quá à. Một ly nước cũng không mời anh được nữa. Tao biết mà, nhưng mà không gian chắc mệt hả? Dạ, chúc anh ngủ ngon. Vâng, cứ vào đi. Anh về cẩn thận nha. Ủa anh? Ai vậy? À, hôm nay em nói với anh là em đi thu thập tài liệu về ô nhiễm môi trường đó, cho nên phó phòng của em. Anh chị hỏi anh ta là ai? Thì em đang trả lời mà. Đàn em của phó phòng đó. Em trả lời đơn giản thôi. Sao anh lại hỏi vậy? Thì anh không biết nên mới hỏi. Thiệt tình là tại vì mọi người nói dữ quá, cho nên em không từ chối được. Với lại làm việc mà mình khách sáo quá, chẳng khác nào mình đang tạo khoảng cách. Tụi mình mới cưới, em có kêu anh chở em về cũng là chuyện đương nhiên thôi. Tại sao em phải ngại? Anh nói đúng. Nhưng mà thiệt tình ở đây không phải là em không muốn anh đưa em về, mà là em ngại má. Giờ đó mà bắt anh đến đón em, chắc chắn là má sẽ không vui. Vậy à? Vậy em nghĩ coi, để má thấy cái cảnh một người đàn ông lạ quắc lạ quơ đêm về á, chắc má vui lắm ha. Chưa kể bà nội nữa đó. Vậy chứ giờ anh muốn em sao? Như vậy cũng không được, như thế khác cũng không được. Em bớt công việc lại đi, đừng có đi làm khuya nữa.
Anh nói cái gì vậy? Bà nội muốn em về ăn cơm chung với cả nhà. Anh nói vậy là sao? Có nghĩa là em không nên đi làm nữa? Không. Anh chỉ nói là em không nên đi làm khuya nữa. Chứ không hề bắt em nghỉ việc, em đừng có suy diễn lung tung. Anh làm như là anh mới chỉ biết em 1-2 ngày nay thôi vậy đó. Anh thừa biết công việc của em mà. Đừng có nói là đi làm về khuya. Đi 2-3 ngày liền em cũng phải đi nữa kìa. Ý em làm không thể về ăn cơm chung với cả nhà chứ gì? Em không có nói như vậy. Em chỉ muốn là anh thông cảm và chia sẻ công việc với em thôi. Em muốn anh thông cảm, em muốn anh chia sẻ thì ít nhất em phải cố gắng quan tâm đến cả nhà chứ. Ai nói với anh là em không cố gắng vậy? Em cho anh biết nha, nếu như là lúc trước công việc của em nhiều như vậy, tối hôm nay em sẽ không bao giờ về nhà đâu. Nhưng em nghĩ bây giờ mình đang sống với bố với má, cho nên em phải về. Em nghĩ là anh phải hiểu được công việc của em trước khi cưới em chứ. Thực sự là anh làm em cảm thấy mệt mỏi quá. Thì ra sống chung với anh làm em mệt mỏi à? Em không cãi với anh nữa. Tối hôm nay em về ngủ với Thu Giang. Có đưa em về không? Em đâu có cần anh đưa. Bây giờ anh muốn anh đưa em về để bố má không biết, hay là để em tự đi về? We'll be right back.